Phản ứng của Thu Hà Seri khi bị ghép video nhạy cảm với Long Vũ. Mới đây, nữ diễn viên Thu Hà Seri đã bức xúc cầu cứu khi bị giả mạo trên mạng xã hội và trở thành nạn nhân của việc cắt ghép video xuyên tạc. Theo đó, một tài khoản TikTok giả mạo sử dụng AI để ghép mặt cô và diễn viên Long Vũ vào những đoạn video nhạy cảm với cử chỉ thân mật như là ôm, hôn môi, vân vân. Sau khi đoạn video nhạy cảm giả mạo lan truyền trên mạng xã hội, bản thân nữ diễn viên Thu Hà Seri vô cùng bức xúc. Cô cho rằng đây là hành động vượt quá giới hạn, dễ gây hiểu lầm với khán giả. Thật sự tôi không muốn nói nhiều về chuyện này, nhưng có nhiều bạn ghép video sai thực tế để thỏa mãn ước mơ của các bạn. Tôi biết các bạn còn nhỏ, nhưng hy vọng các bạn hãy dừng việc này lại. Các bạn đừng lập nick ảo để tên và hình ảnh của tôi hay người yêu tôi rồi đăng những phát ngôn tiêu cực nữa. Tôi thấy rất nhiều những bài viết khiếm nhã. Hy vọng các bạn đặt mình vào vị trí của những người bạn đang tấn công để hiểu việc ấy để lại hậu quả như thế nào. Trước đó, nữ diễn viên Đi Giữa Trời Rực Rỡ liên tục bị khán giả quá khích bình luận tiêu cực về tính cách nhân vật Pu gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Vụ việc đã khiến người đẹp 22 tuổi quyết định đăng tải tâm thư trên trang cá nhân để phản hồi. Được biết, từ khi tham gia đóng phim, Thu Hà Seri vướng khá nhiều tranh cãi. Bản thân cô liên tục lên tiếng về những bình luận liên quan đến công việc diễn xuất.